Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Ly Gia ha. Hôm nay vườn em giới thiệu cả nhà mình 14 cây sứ Thái Ghép ạ. Giá cây bán hôm nay có giá từ 100 ngàn cho đến 450 ngàn một cây. Đơn hàng gửi đi là trên 200 ngàn nha cả nhà. Hôm nay á em bán hàng gửi đi xe Tô Châu, đến hết ngày 27 là em ngưng nha cả nhà. Thì mỗi ngày em cũng vẫn đăng video bình thường. Mình xem rồi em sẽ gom đơn qua Tết, em sẽ qua đầu năm mới em sẽ gửi đi lại ha. Qua đầu năm thì đi bưu điện nè, đi Tô Châu vẫn đi bình thường. Còn em bán Tết này thì chỉ đi Tô Châu, đến hết ngày 27 là em ngưng nha. Rồi, có cây số 1. Số 1 là cây hàng ghép dạng VIP, ghép kim yến. Hoa ba lớp màu vàng, có sọc. Cây ghép 16 bo, 400 ngàn. Đây, kim yến. Củ này nhìn vô rất bắt mắt luôn, củ mình già lắm nha. 400 ngàn. Số 2 là ghép hai giống sĩ thư ba lớp màu trắng viền hồng. Giống này hoa kêu bằng cực kỳ rộ. Sĩ thư đang mang cặp trái nữa nè nha cả nhà. Với lại có dặm vô hai bo của hồng chi là màu hồng viền trắng. Hai mặt hoa trắng viền hồng nhưng mỗi cái mỗi nét nha. Cây này 11 bo, 350 ngàn. Số 3, Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ. Cây ghép 9 bo, 350 ngàn. Số 4, Ý Xuân, 3 lớp màu vàng có sọc. Cây ghép 12 bo, 450 ngàn. Số 5, Từ Năm Đổi Vì Sao là cây hàng chậu C10. Số 5 là ghép hỏa sơn, 3 lớp màu đỏ. Hỏa sơn ghép 7 bo, 150 ngàn. Cây này tựa ra dài, từ mắt ghép lên nó dài tầm 1 gan cho đến 2 gan tay nha. Đây, cái tàn của nó nè. Số 6 ghép 2 giống mà chiếm ưu thế nhiều nhất là An Lạc, 3 lớp vàng cam viền hồng. Và có dặm vô 2 bo là của Trà My Năm, màu đỏ viền. Cây ghép 10 bo, 150 ngàn. Số 7, Tiêu Phong ghép 12 bo, 150 ngàn. Số 8, Vân Ngọc, 4 lớp màu đỏ cánh viền. Vân Ngọc một giống hoa siêu nụ luôn á. Cây 5 bo, 150 ngàn. Số 9, Nguyệt Tâm 7, 4 lớp hoa chuyển màu nữa. Hoa nó ban đầu nó nở là vàng cam, có sọc hồng nữa, vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng. Cây 7 bo, 150 ngàn. Số 10, T1 3 lớp màu đỏ cánh viền tím. Cây ghép 6 bo, 150 ngàn. Số 11 ghép Đặng Thư, 3 lớp màu tím sọc. Với Gia Minh cũng 3 lớp màu tím sọc luôn. Cây 6 bo, 150 ngàn. Một cây hai giống mà hai cái tên rất đẹp luôn nha, Đặng Thư, Gia Minh. Số 12, cây ghép 2 tầng Tỏa Dương, 2 lớp màu vàng có sọc. Màu vàng có lem đỏ, hoa thơm. Cây ghép 8 bo, 150 ngàn. Tỏa Dương giống hoa rất là rộ. Số 13, Kim Phá, 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Cây 5 bo, 150 ngàn. Số 14, Kim Ngọc 11, hoa 3 lớp. Cây ghép 12 bo, 150 ngàn. Rồi, cái giá cây em nói là giá em bán nha cả nhà. Còn cái phí ship là do bên mua mình trả ha. Thì em xin nhắc lại, em hiện nay Tết đã đến gần kề rồi, em chỉ gửi hàng đi xe Tô Châu là gửi đi hết ngày 27 là em ngưng nha. Còn khách nào mình xem trong video, nếu yêu thích cây nào thì mình vẫn chốt đơn. Em chốt đơn rồi em gom đơn cho mình, qua Tết em gửi ha. Đi bưu điện nè, và đi xe Tô Châu qua Tết vẫn đi bình thường. Khi nào mà hàng gửi, có ngày gửi á, thì em sẽ điện liên hệ lại với khách mình, rồi em mới gửi hàng đi nha. Nên cả nhà mình cứ xem yêu thích cây nào thì cứ gọi điện chốt đơn giùm em ha. Số điện thoại liên hệ là 0981813055. Khách mua một lượt 10 cây, em sẽ tặng cho mình một cây làm quà ha. Dạ, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.